Nam Phi làm giỗ đầu cố Tổng thống Mandela tin từ Pretoria, Cape Town. Thứ Sáu ngày 5 tháng 12 là ngày giỗ đầu của cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela. Vợ của ông là bà Graca Machel đã cùng với các thân nhân và giới chức chính phủ đến đặt vòng hoa tưởng niệm tại chân bức tượng của ông ở Pretoria. Ông Nelson Mandela qua đời vào ngày 5 tháng 12 vào năm ngoái, thọ 95 tuổi. Ngày hôm qua thứ Năm, một cuộc triển lãm tuyên dương cuộc đời của vị tổng thống da đen đầu tiên của Nam Phi đã khai mạc tại văn phòng chính thức của ông ở thành phố Johannesburg.